Trang sức cũng là một món đồ thời trang, mỗi mùa đều xuất hiện những mẫu thiết kế mới theo xu hướng thịnh hành. Vào những tháng cuối năm 2015, các hãng thiết kế sản xuất trong nước và quốc tế luôn mang lại những dự đoán về xu hướng phát triển công nghệ và thiết kế trang sức của năm tiếp theo. Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu một số mẫu trang sức dẫn đầu trào lưu trang sức thịnh hành mùa đông xuân 2015-2016. Các mẫu trang sức này hiện nay đã có mặt ở Bảo Tín Minh Châu. Dẫn đầu trào lưu vẫn là trang sức cơ bản về kiểu dáng nhưng không ngừng biến hóa về chi tiết. Các nhà thiết kế hiểu rằng trang sức kinh điển không bao giờ lỗi thời, con người thường khát khao những mẫu cơ bản nhất, bất luận trào lưu thời trang có biến hóa đến đâu chăng nữa. Vì vậy, nữ trang có vẻ đẹp thanh tao vẫn luôn được yêu thích. Tuy nhiên, trên nền kiểu dáng cơ bản, trang sức thịnh hành cuối năm 2015 và trong năm 2016 lại rất mạnh mẽ, sáng tạo về chi tiết và các phương thức tổ hợp, mang lại cái nhìn mới lạ, đầy sức cuốn hút của nữ trang. Theo chuyên gia Bảo Tín Minh Châu, trang sức cần đá quý biến hóa về cung bậc màu sắc của trang sức đang rất được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong quy cách màu sắc trong quá khứ và đương thời. Ngày nay, các nhà thiết kế ưa sử dụng màu sắc một cách tự do hơn, phá vỡ những dự đoán về màu sắc. Những màu sắc đa dạng, tinh tế và trong vắt mang lại một mỹ cảm thị giác ấn tượng và hoàn hảo hơn. Chúng cũng giúp cho người sử dụng dễ dàng phối hợp với các loại trang sức và mang lại sự mới lạ trong trang phục đơn sắc. Với trang sức thịnh hành, không thể không nói đến trang sức ngọc trai. Tuy ngọc trai là chất liệu thiết kế trang sức không hề mới mẻ, nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Chúng xuất hiện khá dày đặc trong các bộ sưu tập của nhiều thương hiệu nổi tiếng, được sáng tạo theo nhiều phong cách thiết kế khác nhau. Ngọc trai cũng được coi là trang sức không tuổi, hiếm có loại trang sức nào có thể phù hợp với tất cả lứa tuổi như ngọc trai. Sản phẩm mang đến vẻ đẹp trong trẻo của thiếu nữ, nhưng cũng lại mang tới nét duyên dáng của phụ nữ 30 cộng và sự sang trọng, quý phái, đẳng cấp cho những quý bà thành đạt. Với trang sức thịnh hành dành cho nam, khai thác tối đa vẻ đẹp và kết cấu hình học, những hình tượng hình học luôn đem đến cảm giác bí ẩn của tương lai với nguồn sáng vô hạn. Bên cạnh đó, kỹ thuật khảm nạm tiên tiến trên khung hình 3D, chúng mang lại vẻ đẹp vô cùng bí ẩn cho người sử dụng. Theo các chuyên gia Bảo Tín Minh Châu, năm nay các đấng mày râu sẽ thỏa sức thể hiện cu thẩm mỹ và cá tính của mình hơn với các thiết kế thể hiện dấu ấn cá nhân đậm nét. Đó là các món trang sức có kết cấu đơn giản nhưng có chi tiết tinh xảo và kỹ thuật tinh tế. Chúng khiến cho những món trang sức dùng hàng ngày có sức cuốn hút của một món hàng nghệ thuật. Để lựa chọn được những mẫu trang sức thịnh hành hot nhất trong mùa này, bạn cũng đừng quên tìm tới những cửa hiệu lớn uy tín để đa dạng lựa chọn và yên tâm về chất lượng. Và điều đó sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà thời trang trang sức mang lại cho bạn. Tiếp theo cho một niềm tin, nguồn năng lượng đối với cuộc sống tuyệt vời này.